Rồi, chào anh em nha. Nay mình chia sẻ mình nói về cái vấn đề mà bữa hổm mình làm clip á, cái mình có đăng lên mình nói là cái vấn đề mà gà nó cho nó uống dầu cá ha, cái loại uống dầu cá. Thì dầu cá anh em nhắn vô anh em hỏi mình, nó tới mình nói hệ dầu cá nó tới mấy loại, là mình nói là vitamin E. Anh em cứ ra là tiệm thuốc tây, anh em nói người ta sẽ có mấy cái dĩ là vitamin loại A và cái loại vitamin loại A, một loại với cái vitamin mà AD rồi C đủ thứ á, như cái loại C như nó không có AD với vitamin A. Rồi mình mới nói là vì chữ E đó, vitamin chữ E đó là chữ E đó. Thì cái loại đó đó nó mới gì tốt gì cho lông lá với nói chung là đẹp da đó, đẹp da mặt với những cái loại đó là mấy cái loại mà người ta mà pha mua gì người ta uống, chị em phụ nữ uống đó, với người ta mua gì là pha kem dưỡng da đó, có những cái mấy cái viên ơ đó người ta trộn vô trong với kem thuốc này nọ đầy đủ vô, người ta trộn nó làm cho em lục da đó anh em. Mấy cái loại đó là mấy vitamin ơ là chữ E đó, anh em nói ra bán vitamin ơ dầu cá, loại dầu cá vitamin ơ thì người ta mới bán, chứ vitamin loại dầu cá tới mấy loại lận. Thì mấy cái đó đó dùng cho gà trong một tuần lễ anh em gà che nó không được, thì cứ tuần anh em cho nó uống 2 viên đi. Cái loại vitamin ơ này là hồi đó nói chung là của ông chú ông chỉ, với hồi đó mình cũng không biết gì mà cái loại vitamin ơ này như dầu cá này đâu. Đó ông chú ấy sớm chị nay cũng già mà đó, ông nuôi gà ghê lắm. Mình nói với anh em, ông nuôi gà đó mà ông đem ra con gà ha, nó hồi đó thời mà cắt lông đó, con gà nó bóng nghe, nó bóng thường đó. Mình đem, ông đem con gà ra mà nói anh em mà nhìn muốn thách muốn chơi giọng mình phải bựa luôn á, rồi nó thiệt nó bóng dữ lắm. Nó bóng mà ông nuôi con gà tính đi tắm mà rửa ông trước ngày đổ con gà nó đỏ, mình nó đỏ từ cái mặt mà nhìn thấy ghê lên, nước máu á, nhìn thấy ghê lắm. Rồi cái cánh cái đùi của nó trầu rồi, cái đó nó đỏ như cái dưa hấu, đẹp lắm luôn, mà cái lông nó bóng cực kỳ bóng luôn. Thì nói chung con gà ổng hồi đó nói chung nuôi không có thuốc nha, nuôi không có thuốc này mình chia sẻ nè, nuôi không có thuốc mà ổng nuôi có một con gà hà, ổng nuôi chơi con vậy đó, chứ lắm là 2 con mất à, nuôi con à, nuôi mình ổng nuôi trong cái hẻm một xíu, tính đi nuôi gà nào mà 3 ký mấy luôn. Mình đây mình chỉ nói về cách nuôi ổng nha, nó ổng nuôi đó, ổng nuôi đơn giản nha, nhưng mà thiệt mình nói con gà của ổng như hồi đó mà dạng mà mười mấy năm, 20 năm trước, hai mấy năm năm trước năm hè, con gà ổng mình nói thiệt cho mình, nó thiệt cho anh em buông ra mà nó buông ra mà nó quýnh cái giò đó ha, nó đá cái giò đó anh em phải nói là tưởng tượng như chích thuốc bây giờ, hồi đó đâu có hút chích đâu, hồi đó nói chung là không biết cái gì hút chích trên đó. Nó phai một cái giò một cái trúng một cái con gà mình, mới nói là trời ơi là mình phải là trời luôn. Ông nuôi cách nuôi không đơn giản, ông nuôi vậy đó, nhưng mà cách nuôi ổng á không có ai nuôi giống ổng, không có chuồng bự. Tại vì nhà của ổng bên đây mình nói thực tế, mình kể một câu chuyện gì của ông chú buổi sớm nuôi cái hẻm nó xíu à, cái hẻm cỡ 4-5 tấc, 5 tấc đi vô là vừa lọt á, mình vừa lọt ông để gà trống nó dài cỡ 3 mét á, gà đi tới được đập cánh thì nó quay ngang đập 5 tấc à, cái chuồng cái đường hẻm chiếu vừa vô bắt gà thôi, không có rộng đâu. Mà ông nuôi mình nói thiệt chứ anh em, mua con gà ông ra mà cái nhìn con gà không là muốn mình muốn đi về luôn. Hồi đó mình còn nhỏ, ai gặp gà ông em bưng ra cái là phải nói là la chạy không. Ông nuôi cái cách nuôi của ông quá tuyệt vời, không có hút men gì hết trơn, chỉ là ông chỉ dùng dầu cá thôi, cái dầu cá mà nó đẹp. Mình nói con gà nó đẹp quá trời đẹp, mà đẹp lắm anh em ơi. Ông nuôi mình nơi bên này mình nổi luôn cái bí quyết của ông. Ông nuôi không có chuồng bự như là bây giờ, ông nuôi đơn giản là cái là ông để miếng kiến á, ông cơm sáng ông ôm con gà ra cát không nha, cát không chứ ông ôm con gà ông cầm một bình ổng, ông nuôi kỹ lắm. Ông ôm con gà ông đè nó xuống cái ông khịu lưng cho con gà, nó miếng kiến nó bươi nó quào á, ôi trời ơi. Mình nói con gà ông đem ra một cái đùi con gà bóp vô một cái nó nở cái đùi á, mà anh em ớn luôn á. Cách nuôi đơn giản thôi, nuôi vậy á, sáng ngày nào cũng ngọt ôm cho nó bươi nó quào, nó em nhử nó bườn cho nó bườn chừng 5 phút vậy đó, rồi cái ngưng cái tắm rửa cái khoe nắng vậy đó. Rồi cái tuần lễ 42 nhiều cá
mà con gà ổng nói chung là dầu cá hay là loại nó đó, cái một dĩ một viên nó có 300 đồng, 300 đồng với loại 500 đồng, 500 mình á, 500 mình, 500 đồng tới chưa tới ngày đó, năm tính đi dầu cá đó. Tần uống 2 viên, con gà nó đẹp mà nó hai lông xong một cái nó đẹp biết lắm, đẹp luôn. Thì những cái gì đó mình đã biết rồi, nói chung thì hồi nhỏ mình đam mê những ai mà nuôi gà nó mình phái lắm, mình ghiền lắm, thì nói chung mình mới có cái kinh nghiệm mình nói với anh em, chia sẻ cho anh em cái cách nuôi như vậy cho anh em biết đơn giản. Là tại bởi những cái clip mình nói tại sao mình kêu anh em á sáng mà nhấp buông ra nhấp nhử con gà cho anh em, cho nó bư, cho nó bự bự, nó buông ra cho nó đá chân hay chân bắt lại đó là nó tập cái dục. Mà nói chung hai gà tập cái dục với nhau thì đó là cái mà tập cho con gà hay lực cho gà anh em nó tốt rồi, nó nở bắp mình này nọ đầy đủ rồi. Thì đó là nó như vậy đó. Nó nuôi gà đơn giản không, chỉ vậy thôi mà nó đẹp nó bóng. Thì bây giờ nói chung hồi đó mà uống ổng cho mấy ông hồi xưa mà lại đâu có viên hút gì, cái viên hút bổ mà hình đậu nai á, cái viên hút bổ mà hình đậu nai, viên bổ máu á, viên loại đậu nai mà đó mấy ổng chú cái đó không, mà uống nó vô con gà khô lắm, thì con gà nó khô khen, con gà buông ra những tiếng tửng. Chỉ có một mình là cách nuôi của ông chú nãy mình kể là cách nuôi ổng, mình thấy trước mắt là con gà buông ra nó làm bôi trò, nó ra nó mình nó trùng ra cái quýnh cái chân là cũng khiếp luôn. Em tiếc bài một con gà đẹp nó bóng bẫy, con gà nó mướt lắm đó. Thì mình chia sẻ cái mà cách nuôi của ổng có mình nè, nuôi gà mình hỏi nuôi gà mình nuôi sao cho nó bự nó quầy nọ, thì đó mình nói cái hẻm của ổng nó toàn đá của mình toàn là mưa xuống cái nó ngập nước cái vô cái hẻm á, cái em đổ đá cát đổ vô đá không gì đó, nó cao lên thì cái dọn gà nó đi nó đâu có bự được đâu. Cái ông bắt ra ông bươi, đợi miếng kiến gì đó, cái ông cho nó sung miếng kiến ông bươi, ông khều khều ông bươi. Thì cái đó là cái cách mà cho cái chân con gà nó mạnh. Mình đi hay không, đúng vậy, con gà nó nở cái này mà. Nó nở, cho ăn cũng giá này nọ, đầy đủ giá chuối, rồi với cà, với hấu, với muốn nuôi gì đâu. Nghe ông cho ăn mặn heo mà. Cái ông cho ăn vài miếng thịt heo, vài miếng heo ngày, với ngày nó mang thịt heo. Ôi ơi, con gà đó nói chung là nuôi mà nói chung là cắt lông hồi xưa đó. Ông đem con gà ra là mình nhìn mà chấm mà 10 điểm luôn, không có nói gì tả nữa vậy. Mà ông nuôi kỹ lắm nha, tháng đá một cái hả, tháng quất một cái gì đó, nhưng mà như người ta tháng chơi một cái không à. Mà nói chung là động giống mà không có nói tên được, động giống là giật hạch luôn á. Cách nuôi người ta đâu giờ đơn giản, bởi những cái gì mà mình chia sẻ lên cái cách nuôi gà của mình chia sẻ lên sao là cái đó, những cái thực tế mình đã làm xong hết rồi mình mới chia sẻ cho anh em, đó là những cái thực tế đó. Mình kể với câu chuyện vậy thì ai tự anh em hiểu ha. Thì nói chung ai sáng dạ mình nói nó giờ hiểu cho anh. Còn nhiều người mà vô lòng vòng nói tới nó lui mệt, nó không vô vấn đề chứ, nó lòng vòng họ mới vô vấn đề. Mấy người đó khỏi ăn câu nha, mình nói thiệt khỏi ăn câu đi. Thích ai đã thích mình, nói chung thích mình á, đam mê gà sẽ hiểu, mình nói giờ hiểu vậy. Mình kể một câu chuyện vậy là tự anh em hiểu ha. Rồi anh em hỏi mình nhổ lông gà vậy đó, cái clip mình quay gà nhổ lông với anh em hết, mà nhổ lông như là bao nhiêu tháng nhổ. Thì mình nói với anh em con gà mùa, đó là những con gà mùa giáp năm, gà già đa số là gà già nhiều chứ không có gà tơ. Tại vì anh em phải phân biệt là con gà nó dợp lông, nó dợp lông thêm và thay lông. Con gà tơ mà mới lớn lên nó dợp lông là anh em nhìn lông nó cũng mới nhưng mà nó hơi cũ chút, nhưng mà sự ra nhìn con gà nó lông nó còn mới còn bóng, nó chưa có sát sơ lông. Gà mị sơ lông lá nó sát sơ ở trên đó thì mới nói mới kêu là con gà, thì mới kêu là con gà nó bị thay lông nha. Đâu đó mình nói nó rõ là nó vậy á. Và anh em mới phân biệt, anh em mới nhổ. Thì con gà già mà lông nói chung là lông mà anh em nhìn thấy nó già cho nó muốn gục mà dễ, anh em bứt gì nữa cho anh nè, đơn giản lắm. Thì đó nãy giờ như cái clip này mình chỉ nói lên cái những cái gì đó anh em hỏi mình, thì mình chia sẻ anh em cái mà vitamin A, vitamin E đó. Thì nói chung là mình làm, mình thấy trước mắt rồi mình mới chia sẻ cho anh em.
cái loại dầu cá mà bây giờ không có dầu cá đâu đó, cái loại dầu cá đó có 300 đồng với loại 500 đồng gì mà cái loại mà có cái hình cá mập luôn, cái gì cá mập luôn á. Nó vậy đó, nó gì giúp về sáng mắt con gà cho sáng mắt gà nè. Bổ lông, lông lá nó sẽ đầy đủ cung cấp chất với dầu đó, là con gà nó chay lên mẩy nó tốt. Thì người đẹp da gà đẹp lông đó anh em, nói chung nó vậy đó. Thì trong clip này giờ mình nấu nó như đó đó, thì anh em coi anh em tham khảo cái những cái gì mình kể cho anh em á, là một cái bí quyết á, anh em biết nha, bí quyết dẫn đến mà thành công cho con gà đó. Và đó người ta nuôi không có hút men như bây giờ, không có biết hút chích hút nhỏ gì hết, mà con gà người ta như vậy đó là anh em hiểu rồi. Tại đó làm gì có mạng rồi đó, nói chung là tàu đi thôi cua bắp, là nói chung là cái Nokia lập đá là đó, là ai có đó là đẳng cấp rồi đó. Rồi mình cũng cảm ơn anh em nha.